Thì là nghi ngờ nó là dẫn Hoài ra biên giới đấy. Biên giới á? Mấy lần thì, tại vì những cái lần trước ấy vậy chị có đi, nó chỉ có biết mấy cái này rồi, mấy lần rồi. Sang biên giới, sang biên giới làm cái gì? Nó đi cái gì chị, mà ra nó biên biên giới? Chị cũng không biết, cứ đi được nửa đường hay gần tới là nó bảo thôi bạn đến đưa tôi đến đây là được rồi, thì đi về đi. Mấy lần rồi nó cũng cho chị đi cùng đấy. Ra là biên giới. Chị đang nghe thế. Nhưng mà nó không đi qua cái lối cửa khẩu, không qua lối chính đâu. Vậy đi lối nào đi? Mà đi lối tiểu ngạch thôi. Đi lối tiểu ngạch á? Ừ. Nhưng mà làm sao phải đi lối đấy nhỉ? Chị không biết nữa, thì cái này nó cứ đi nửa đường hay là bảo chị về trước đi. Đến đấy được rồi, xong nó về sau. Thì anh điện cho em nhá. Vâng. Ảnh anh gửi thấy cũng phải cũng một trai một cái, một nam một nữ đấy, nhưng mà không phải đâu. Không phải người đấy, nó con đứa con trai nó cao cao cơ. Vâng. Em gửi ảnh cho anh ở đây. Rồi có gì thì anh điện cho em nhá. Vâng. Sao đấy? Em đang nhờ ông ấy quan hệ xã hội nhiều ấy. Đấy, xem là ông ấy nhờ anh em bạn bè xem là có thấy thằng Hùng dắt Hoài đi đâu không mà vẫn chưa tìm được cơ. Khó lắm, chị đang có suy nghĩ như này này. Nghi ngờ không biết rồi có đúng như mọi lần không. Mọi lần là làm sao chị nghi ngờ cái gì? Chị có manh mối gì ạ? Thì là nghi ngờ nó là dẫn Hoài ra biên giới đấy. Biên giới á? Mấy lần thì, tại vì những cái lần trước ấy vậy có đi nó chị có biết mấy cái này rồi, mấy lần rồi. Sang biên giới, sang biên giới làm cái gì? Nó đi cái gì chị, mà ra nó biên biên giới? Chị cũng không biết, cứ đi được nửa đường hay gần tới là nó bảo thôi bạn đến đưa tôi đến đây là được rồi, thì đi về đi. Mấy lần rồi nó cũng cho chị đi cùng đấy. Ra là biên giới. Chị đang nghe thế. Nhưng mà nó không đi qua cái lối cửa khẩu, không qua lối chính đâu. Vậy đi lối nào đi? Mà đi lối tiểu ngạch thôi. Đi lối tiểu ngạch á? Ừ. Nhưng mà làm sao phải đi lối đấy nhỉ? Chị không biết nữa, thì cái này nó cứ đi nửa đường hay là bảo chị về trước đi. Đến đấy được rồi, xong nó về sau. Nhưng mà chị thấy nó toàn là đi, nó không đi lo qua nó cửa khẩu. Vậy là làm sao vậy? Thằng này có làm gì mờ ám đâu mà nó phải đi lối tiểu ngạch. Nếu mà đường đi chính thì nó đi lối cửa khẩu đàng hoàng. Không thực tế được đâu, nhưng chị cũng nghi lắm. Mà giờ mà cho em Hoài đi sang đây. Nhưng mà giờ chị có biết đang cửa khẩu nào không? Chị không, chị không biết, nó không nói. Còn đi cái lối gì mẹ thì chả đến nhà nhiếc gì cả, đi kinh đường kinh đó. Chị bảo bây giờ cửa khẩu thì biết bao nhiêu cửa khẩu. Mình biết bao nhiêu cửa khẩu, biết lối nào mà tìm. Thì đấy chị chỉ rộng như vậy. Sợ nó đơn Hoài đi mấy lần đấy. Mà kể cả là biết ở cửa khẩu nào, mà nếu không biết vị trí khác thì đường tiểu ngạch nó cũng rộng như vậy. Mình làm sao mình tìm được nó. Mình giờ lên tìm những kiểu mò kim đáy biển vậy, mình chả biết gì, mình ở trong tối nó ở ngoài sáng ấy. Mình có biết nó đi đâu đâu. Bây giờ nó mà đơn Hoài sang đấy thì rất rõ. Chào chị có manh mối gì, vụ gì hay là làm sao chị nói em nghe, chị cũng nói mập máy lấp lửng. Chị có biết thế, nó cái thằng này mấy vụ lần trước nó toàn đưa bọn đấy đi qua đấy rồi. Thế ạ, vậy. Mấy vụ lần trước chị cũng thấy đấy, một hai vụ chị cũng thấy rồi. Nó bảo là cái thằng đấy xong là kiếm một tiền, thế thì thằng đấy nó mới nhiều tiền chứ. Vậy chị có bao giờ chị đi sang thằng đấy với nó chưa? Có đi nhưng mà nó chỉ đến gần đến này hoặc đến nửa đường này, nó bảo là chị đi về đi. Đi đến đấy thôi. Ví dụ đi được đến nửa đường thì chị cũng phải biết đi đằng hướng cửa khẩu nào thì mới biết được chị. Ở đằng trên cái gì nhỉ? Ở Móng Cái à? Không phải. Đằng trên cái gì nhỉ? Hay cái gì nhỉ? Móng Cái. Đằng trên đúng đằng trên Tân Thanh. Cửa khẩu Tân Thanh. Không phải. Cửa khẩu nhiều cửa khẩu lắm. Lào Cai. Lào Cai. Trên này nhỉ? Đúng nhỉ? Nhiều ai đấy, biết đấy, được. Đấy thì đằng trên Lào Cai hay sao đằng vụ đằng đấy hay sao ấy. Mày nhẹ là vậy. Giờ không biết đưa đi đâu. Lúc đấy thì mình chả lấy để ý gì. Ngoài giờ đi cùng nó là rất là nguy hiểm là bởi đấy, vì nguy hiểm là bùa bả là giờ không biết đường nào một lần là thằng đấy nói gì cũng nghe. Đấy để bùa mà, xong rồi để lâu thì thằng ấy nói gì cũng nghe, nói gì sai gì cũng làm, lúc đấy là nó cũng cô nó chắc là cũng chẳng nghe nó đâu. Mày nhẹ càng thế nhỉ. Thế là rồi lên trên đấy tìm xem. Trên nào chị? Lên bằng cửa khẩu đấy. Cửa khẩu nhưng mà dạo ví dụ nó ở cửa khẩu ấy thì mình đến mình gặp nó, nhưng mà nó chị bảo nó hay đi lối tiểu ngạch đấy thì lối đấy chị biết bao nhiêu lối thì tìm ở chỗ nào đường nào mà chắc gì nó đã lên đằng cửa khẩu đấy. Mình đấy làm chị mới nghi ngờ,
mới nghi ngờ mọi lần nó hay đi đằng đấy, nó không đi lỗ đằng kia. Ví dụ mà lần này nó không lên đằng đấy, ví dụ nó đi đâu trong nước thì sao? Nó chia ra đấy thì sao? Trong nước thì chị em mình tìm được ngay, trong nước là mình cái tay ấy nó mạng đấy, nó ai nhìn thấy cái người ta báo mình tìm ngay. Được cũng cũng khó đấy. Ví dụ nó vào đằng trong miền Nam cái thứ khó không? Thì khó nhưng mà phần trăm nó mình tìm được nó còn dễ. Thì biết hơn là như thế nhưng mà giờ vẫn chưa có cái cơ sở nào chắc chắn là nó chắc chắn nó sẽ đi ra đằng cửa khẩu đằng đấy, hiểu không? Cái đánh gần 400 cây xa lắm thì cũng ấy, nhưng mà nó đi được cũng được mấy ngày ấy nhỉ, uống thì ấy hay cứ ở đây lấy đi tìm xem nhau rồi mình ấy đây. Nhưng mà mọi người đã thấy thì bảo thôi, nhờ anh em thế. Ê, càng em đang nhờ biết bao nhiêu người để tìm nó đây này, không sao mà mình tìm nó từ ảnh những các thứ rồi. Bao nhiêu người ấy rồi nhưng mà không biết đường nào một lần đây này. Bà cô nó có gửi ấy về cho nó không? Dạ. Rồi nó có gửi định vị về cho bà cô nữa không? Chưa, đã liên lạc được đâu mà. Chưa liên lạc được. Cái này kiểu này thằng gọi thì toàn thuê bao cả, chị gọi cũng toàn thuê bao với. Gọi thì không được rồi. Kiểu này chắc nó lại thu điện thoại rồi. Không biết nữa, gọi thằng cả. Thằng đấy nó con lắm, nó sợ kiểu gọi về rồi thằng nào cho cô, nó bảo là báo cháu đang ở đây ở kia, chắc nó sợ. Gọi cả ngoài, gọi cả nó vùng rồi. Thằng này nó danh ma lắm. Mỗi lần như thế là tắt máy, nó thu hết máy, bọn kia mọi lần nó thấy hết. Nó thu hết cả đấy, giấy tờ các thứ. Thế giới bọn kia sao đấy thì không có giấy tờ cũng chết. Chỉ nghe theo nó thôi. Mẹ sợ nó đánh đập cho xong ấy. Ngay lúc đầu đừng nào lần này này. Chị càng nói em càng sốt ruột lên đi. Chị nói bắt đầu em càng lo lên đi. Vấn đề nó nghiêm trọng không phải đơn giản. Cũng biết là lo rồi nhưng thì mình bây giờ mình bình tĩnh để mình ấy thôi. Lo thì ai em bắt buộc phải lo rồi. Bây giờ chỉ có mỗi là thử đi xem, đi tìm xem thế nào. Để em vào vậy em điện mấy anh cho nó xem là người không. Thì không là cũng thu xếp mà chị em mình nếu biết được manh mối gì là đi tìm luôn. Đấy bây giờ chỉ có thế đi tìm chứ không mà em để lâu càng lâu là càng chết em ạ. Chị gửi đi, chị đừng nói gì cả, chị càng nói em nghe càng lâu hoài. Chị vào trong nhà chị để em gọi điện thoại gì. Ừ. Mới ngoài. Chị đi vào. Vâng, chị vào trước phòng ngay xong đấy nhá. Ừ.